Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Hai, ngày 14 tháng 3 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin này sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới giảm rất mạnh, giảm tới 24 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 1,21%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 1.963,60 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.959,46 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.990,06 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này quay đầu giảm và với tỷ lệ giảm là 0,32%, hiện tại thì đang giao dịch ở mức 98,806 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin quay đầu tăng với tỷ lệ tăng là 3,38%, hiện tại thì đang giao dịch ở mức 39.067 đô la Mỹ trên một ounce. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 4,61%, hiện tại thì đang giao dịch ở mức 2,089% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng thì giá dầu thô bất ngờ giảm khá mạnh quý vị và các bạn nhé. Giảm 5,400 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ giảm gần 5%. Hiện tại thì mỗi thùng dầu thô đang giao dịch ở mức 103,740 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Áp lực rủi ro từ cuộc xung đột Nga-Ukraine hạ nhiệt đã cải thiện mạnh tâm lý nhà đầu tư, thúc đẩy dòng tiền chạy khỏi các kênh đầu tư an toàn, qua đó khiến giá vàng hôm nay tiếp đà giảm mạnh. Giá vàng ngày 14 tháng 3 tiếp tục xu hướng giảm mạnh khi thị trường đang dần làm quen với áp lực rủi ro từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Dòng tiền cũng được cải thiện mạnh khi nhiều nhà đầu tư tin rằng trong bối cảnh thị trường có nhiều rủi ro, bất ổn, cơ hội đầu tư sinh lời là rất lớn. Còn ở góc nhìn khác, giới chuyên gia cũng tin rằng các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các nước đồng minh phương Tây áp đặt với Nga đã đủ sức răn đe và các bên, bao gồm cả Nga, không muốn tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang vì bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào cũng sẽ khiến tình hình kinh tế toàn cầu trở nên tồi tệ hơn. Sau 3 tuần nổ ra xung đột Nga-Ukraine, lãnh đạo cấp cao của cả Nga và Ukraine đều lên tiếng bày tỏ thiện chí về một cuộc gặp cấp cao nhất của hai nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Giá vàng hôm nay giảm mạnh cũng một phần do giá dầu thô lao dốc. Ngoài ra, đồng USD mạnh hơn nhờ kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát cũng là yếu tố tạo áp lực khiến giá vàng giảm. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm cuối ngày hôm nay, sau đây thì chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Ở thời điểm này, giá vàng SJC trong nước thì vẫn giữ là giảm mạnh quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng. Mua vào 6.730.000, bán ra 6.900.000. Giảm 700.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 800.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 70.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 80.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.730.000, bán ra 6.902.000, giảm 70.000 ở chiều mua vào, 80.000 ở chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.730.000, bán ra 6.902.000, giảm 70.000 ở chiều mua vào, 80.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.740.000, bán ra 6.900.000, giảm 110.000 ở chiều mua vào, 150.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.710.000, bán ra 6.900.000, giảm 70.000 ở chiều mua vào, giảm 150.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.730.000, bán ra 6.930.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.700.000, bán ra 6.880.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào, 60.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.700.000, bán ra 6.880.000, giảm 60.000 ở chiều mua vào, 80.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.702.000, bán ra 6.878.000, giảm 73.000 ở chiều mua vào, 87.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.770.000, bán ra 6.870.000, giảm 80.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.740.000, bán ra 6.840.000, giảm 160.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào, 210.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán ra.
Ngân hàng SCB mua vào 6.740.000, bán ra 6.860.000, giảm 90.000 ở chiều mua vào, 190.000 tại chiều bán ra. Ngân hàng TP Bangun mua vào 6.700.000, bán ra 6.880.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào, 60.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.730.000, bán ra 6.902.000, giảm 110.000 ở chiều mua vào, 120.000 tại chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác giảm mạnh. Giảm 700.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 800.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là giảm 70.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 80.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang mua vào 6.730.000, bán ra 6.902.000. STC Cà Mau mua vào 6.730.000, bán ra 6.902.000. STC Huế mua vào 6.727.000, bán ra 6.903.000. STC Bình Phước mua vào 6.728.000, bán ra 6.902.000. STC Biên Hòa mua vào 6.730.000, bán ra 6.900.000. STC Miền Tây mua vào 6.730.000, bán ra 6.900.000. STC Quảng Ngãi mua vào 6.730.000, bán ra 6.900.000. STC Long Xuyên mua vào 6.732.000, bán ra 6.905.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.730.000, bán ra 6.902.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.728.000, bán ra 6.902.000. STC Phan Rang mua vào 6.728.000, bán ra 6.902.000. STC Hạ Long mua vào 6.728.000, bán ra 6.902.000. STC Quảng Nam mua vào 6.728.000, bán ra 6.902.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng duy trì đà giảm khá mạnh, biên độ giảm từ 271.000 cho đến 650.000 đồng trên một lượng, hay là trong khoảng 27.100 cho đến 65.000 đồng trên một chỉ. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.550.000, bán ra 5.650.000, giảm 65.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 4 số 9 mua vào 5.520.000, bán ra 5.620.000, giảm 65.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 5.434.4000, bán ra 5.564.4000, giảm 64.300 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.030.4000, bán ra 4.230.4000, giảm 48.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.091.8000, bán ra 3.291.8000, giảm 37.900 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 10K mua vào 2.158.8000, bán ra 2.358.8000, giảm 27.100 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.